Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chia sẻ niềm đam mê bất tận về thế giới cây kiểng. Hôm nay thì Nông Thu lại đến cái vườn kiểng quen thuộc, đây là vườn kiểng An Quảng các bạn ha. Tọa lạc tại số 21 trên 5 đường Lâm Thị Phố, khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì mình không có hề báo giá, chủ vườn không có ý định báo giá vào ngày hôm nay. Chủ vườn muốn qua cái những cái thước phim mộc này chia sẻ cùng các bạn những cái chủng loại cây mà nhà vườn đã nhập về, đã nuôi trồng trong suốt thời gian qua. Các bạn lưu ý, Nông Thu chỉ làm clip chia sẻ là không tham gia trong mua bán. Mọi liên lạc các bạn cứ gọi trực tiếp cho anh Quảng theo số điện thoại là 0933667276. Và bây giờ Nông Thu xin mời các bạn chúng ta bước vào cái khu viên bên trong của khu vườn để chúng ta biết cái vườn An Quảng có bao nhiêu chủng loại cây, cây lớn, cây nhỏ như thế nào các bạn ha. Ê, Quảng ơi, xin chào các bạn thân mến, đây là ông chủ vườn. Vâng, em chào anh Năm. Uh-huh. Chào anh Năm, chào tất cả anh em trên mọi miền nhé. Hôm nay mình anh Năm tới quay nhíp thì nhờ anh em ủng hộ anh Năm này, sẽ trong ủng hộ mình nhà vườn mình nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em là toàn bộ vườn của nhà mình luôn. Rồi, Quảng thân mến, thì nghe em nói thì em đã chia sẻ trước khi mà anh Năm đi bấm cái khuyên mộc này là hôm nay là mình không có báo giá đúng không? Dạ. Mà mình chỉ là chia sẻ những cái cây mà vườn mình đã sưu tầm và nuôi trồng trong suốt thời gian qua. Dạ. Ok ha. Dạ. Nếu các bạn nào thích thì các bạn có liên hệ cho Quảng. Quảng sẽ quay chi tiết báo giá từng cây mà nếu các bạn đã thích trong qua những cái thước phim này. Đúng không Quảng? Dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Chẳng hạn như là cái đây rồi, tới bây giờ chúng ta thông qua khu vườn nào các bạn ơi. Đó là như cái cặp mai này, nó gọi là cặp mai tứ diện này. Đấy, nó gọi là cặp mai tứ diện, là cặp mai này thì nó rơi vào khoảng cỡ hơn 30 năm á. Cái này là mình trồng rất là lâu rồi hả Quảng? Đấy, nó là rơi vào khoảng cỡ hơn 30 năm đấy. Xong anh Năm đi vào hồi em ở trong này mất. Nhưng mà mai này thì em có thể là chia sẻ được là cho các bạn biết là đây là cái giống mai gì không em? Dạ, cái mai này là mai lá chung của Nhị Quý anh. Mai lá chung Nhị Quý là có nghĩa là mai lá chung nó trồng ở một cái huyện Nhị Quý vậy không? Đúng rồi. Nó thuộc của thằng bên Tiền Giang. Bên Tiền Giang hả? Đất Tiền Giang nó nằm ở khu Nhị Quý ấy. Khu Nhị Quý. Thành ra nó có mang cái tên đó ha. Mai Nhị Quý. Mai nó có biệt danh tên của cái dòng mai của. Nếu mà mai này theo em thì mình chơi chơi lẻ một cây hay chơi cặp thì cái nào nó sẽ là đúng bài bản hơn? Thì cái dòng này là người ta thường người ta chơi một cặp anh ơi. Chơi một cái hàng này nó là hàng tứ diện. Tứ diện thì nó chủ yếu là người ta trưng hai đầu cửa nhà này. Rồi ở trên lầu thì người ta chơi lên một cặp này. Đó, là thường ta hay đi cặp. Trên năm thấy có người chơi 4 cây. Vâng, thì bốn cây cũng được. 4 cây không? Mấy cái nhà ba gian đi theo cửa, nó đi theo thay cái cột đó. Đúng rồi, nhà ba gian thì là có mấy cái cột đấy, mấy cái cột ở mấy bốn cái cột à. Là cái dòng mai này. Rồi bây giờ nhà mình có cái gì tiếp nữa Quảng ơi? Xong rồi là anh vào anh hội em ở trong này, vườn trong này hội em á. Thì ok. Anh thì Quảng đi trước đi, anh Năm đâu có biết em muốn giới thiệu cái chủng loại gì đâu, em cứ đi trước, anh Năm sẽ bén đi nói gót theo sau ha. Đây này đưa cho em một cái cây gọi là cây Lê Kim Ma. Mùa qua Lê Kim Ma nở được không? Chị Võ Thị Sáu, thương hiệu chị Võ Thị Sáu đây các bạn, mùa qua Lê Kim Ma. Như cây này đó. Ồ, đẹp quá ha Quảng ha. Cây này thì bây giờ là bắt đầu là quá trời bông hoa trái. Cái Lê Kim Ma này cái trái nó rất là bền trái không? Vâng đúng rồi. Lâu bền chơi bền lắm. Vâng, nhiều trái lắm anh. Nhưng vừa mà trái vừa bông đây này. Cây bệnh gì nó đang thời kỳ ra bông á hả? Vâng, nó đang có bông đây này. Đây các bạn. Lê Kim Ma. Cái chiều cao em ước lượng cái chiều cao bao nhiêu Quảng? Cái chiều cao này là từ mặt trọng lên là nó vào khoảng 1m3 anh ơi. Mất tầm 1m3, cái hoành này hoành 100 không? Vâng, cái hoành này thì nó được khoảng 70 ạ. 70 hả? Rễ rất yêu các bạn ha. Cái hoành thì nó từng áng nó chừng khoảng 70 đấy. Áng thôi các bạn. Nếu các bạn có thích em này thì các bạn liên hệ với anh Quảng theo số là 0933667276 để anh Quảng làm chi tiết, quay chi tiết là Zalo để cho các bạn xem rồi chúng ta có thể tiến hành giao dịch cho những cái chủng loại cây lớn các bạn ha. Cây này ngoài Bắc có không? Dạ ngoài Bắc cũng có anh ạ.
Và ngoài Bắc nó cũng có. Ở trong miền Nam, trong anh là ngày xưa là cây thì nó nhiều, nó mức độ mà không có ăn em. Mỗi lần trái nó chín là rụng cây sân luôn á. Cái sau này mấy bạn phía Bắc vô họ kêu một cái hộp gà họ rất là quý, như vừa Bắc có trồng, vừa Bắc có trồng mà ta. Anh chủ yếu hội em cái cặp mai này này. Đây cũng là cặp mai này. Mai chiếu thủy này giống gì đây em? Và cái này là mai na lớn này, mai na lớn, mai lu này. Nó giả lắm này anh ơi. Cái cặp này là giả lắm này, cặp mai lu da đen này. Nó cũng ngân lai của thằng Mai Hòa Công đây anh. Đấy, như cặp này nó cao chừng 1m2 từ mặt chậu lên á. Rất đẹp ha. Mà nó đi theo một cặp lên. Giờ mấy cái hàng lớn này, mấy cái hàng lớn là trường hợp mà em đi giao lưu thì mình chuyển đi sao được, chuyển cả cụm đi hay mình bóc đi? Em vẫn đóng được ạ. Em vẫn đóng hôm vừa rồi đó này em bán cho ông cục trưởng cục phòng chống chữa cháy đó. Ở Hà Nội đó thì này em vẫn phải đóng đi này. Đóng luôn cái chậu đi. Không em đóng luôn bầu thôi, còn chậu mình thì nhỏ lên. Còn chậu này ở lại. Là... gió bầu lên xong em đóng thành khuôn vào. Nếu mà hôm mới là hết 2.8 triệu. 2.8 triệu. 2.8 triệu từ đây ra Hà Nội đấy. 2.8 triệu một cặp. Một cặp. 2.8 triệu từ đây ra Hà Nội đánh cặp đâu có mắc đâu. Vâng, là tiền cước đấy là 2.8 triệu. 2.8 triệu mắc gì, cặp 2.8 triệu đâu có mắc. Đó, các bạn. Này, anh, đây là thường thường mình đi một cặp ha. Vâng, đã đi một cặp thế này anh vòng về đây. Có cái mập này. Vâng đấy, ở cây to này. Đi theo cho nó hết dây để mình. À, các bạn. Cây này thì cây mọc ú hả? Vâng đó. Ô, cây này có những cái cây này nó bự quá Quảng ha. Ồ quá trời các bạn. Cây này nữa. Cây này anh Quảng này đã tạo thành lỗ nè ha. Bây giờ mình đang nuôi. Em ơi. Đang nuôi. Đau quá trời. Chào bác ơi. Ê, cây bông giấy này cũng quá là lớn ha, quá bự luôn á. Ơ Quảng ơi, cái bông giấy là bông giấy Việt Nam hay bông giấy Mỹ vậy em? Dạ, cây bông giấy này của em bông giấy mình đó. Bông giấy Việt Nam mình. Giấy Việt Nam đấy. Giấy cổ ngày xưa phải không? Giấy cổ ngày xưa, giấy gọi nó gọi là hai màu đấy. Nhưng mà cây này đúng rồi, cây này không có ghép zin hả? Nó gọi vào cây zin luôn anh. Em không có ghép. Đặc biệt là cái vườn của em ấy anh. Cái vườn của em này em không có ghép bất kỳ một cây gì này, em không có ghép. Không có ghép hả? Hàng nào là ra hàng đó, cây nào là ra nguyên giữ nguyên cây đó. Đằng kia là cây hồng xiêm phải không? Sao có chê? Đấy đúng rồi, cây hồng xiêm đó. Sao có chê này? Cây gốc bự ha. Cái cây này trời có trái đẹp. Nhưng mà nói chung là cái trái lê kia mai là đẹp nhất đúng không? Và đúng rồi, trái lê kia mai nó vẫn đẹp hơn hồng xiêm. Đẹp hơn trái lê kia mai tại vì nó màu vàng mà nó bền. Vâng. Nó bền, nó lâu lắm. Nó ở trên cây nó vàng rất là lâu. Đúng rồi. Trời. Rồi bây giờ em muốn chia sẻ cái gì? Cây nguyệt quế này nữa anh. Quế. Dạ em... thì nhiều lắm anh ơi. Em đứng vô trong để người ta có thể ước lượng được, các bạn có thể thấy được cái sự cái phông cây á. Nó có người có một cái người để so sánh. Cái này phải có cô gái nào đứng so sánh thì nó sẽ dễ hơn ha. Cái gốc này thì nó rất là già rồi. Gốc rất là già. Nó nổi cơ lên đó bạn. Vâng, nó nổi u cục. Các bạn là biết là cái cây nguyệt quế nó có cái ưu điểm của nó là khi cây nó càng già cái nó rớt cái da me ra. Cái da me ngoài nó bung ra nó còn là cái trong cái da nó lắng lẫy á. Và đồng thời nó nổi lên mấy cái cơ bắp nè, các bạn chú ý đây. Cái cơ bắp nó nổi nó đi theo những cái đầu rễ nè các bạn. Nè khi mà cái đầu rễ nó phát triển như thế này đây. Phát triển cái này đi là cơ bắp nó sẽ chạy theo. Các bạn thấy không? Nè, cơ bắp nó dạt đầu rễ nè. Chạy theo nó cuộn theo nè. Đó các bạn lưu ý là cái hàng là mai, cái hàng nguyệt quế nó như vậy. Rất là bự ha. Em đưa cái bàn tay vô trong cái rễ đi. Các bạn ước lượng được cái bàn tay, hai bàn tay này mà còn chưa hết không ạ? Cái bàn tay hổ pháp mà ông xin nha vậy phải không? Vâng đó. Cái bàn tay mà to như thế này không? Cây rất là cao, cây này chắc khoảng 1m8 không ta? Nó
cũng giờ nó phải được cỡ đó rồi, sáu mét sáu mét bảy là gì đó. Cái gốc nó rất là đẹp, cái tầng cây rất là rộng. Mà nó một cuốc anh ơi, xong nó lên được 20 cổ tầm lên tầm 20 phân này, từ nước này lên 20 phân đó bắt đầu nó chia tạt ra. Đúng rồi, mình thích nhất là cái nó nổi cơ lên, nó nổi cơ theo cái rễ rất là yêu. Rất là nhìn lâu đời lắm rồi, nhìn rất là ấn tượng. Cái này già hơn quảng không? Và cây này lâu đời lắm rồi đấy. Nó phải 70 năm. Vậy là em kêu đó một sư phụ hả? Nó còn trước đời em luôn. À, sư phụ ha. Rồi, à, tiếp tục đi quảng. Xong rồi nè. Rồi, giờ em muốn chia sẻ tiếp cái đây đây này, cái giường nhà mình nè. Giờ này quay qua đi. Đây là vườn của Quảng nè, các bạn thấy không? Giờ mai chú thủy là mai. Mai này cũng là mai đang lớn rồi anh. Mai già lắm rồi nè. Mai lá lớn mà mình trồng riết nó xiết lá nó nhỏ. Xiết lá nó nhỏ tí xíu này cơ mà. Nó cũng là mai thứ diện đây nè. Đánh kiểu cổ đó hả? Vâng, nó dòng này là người ta đánh theo kiểu cổ của ngày trước, bởi vì bên vườn em là chủ yếu hàng cổ nhiều. Hàng cổ nhiều. Bonsai thì nó cũng có nhiều nhưng mà hàng cổ này em rất là nhiều. Như cái chậu này nó cao là khoảng cỡ 2 mét đấy. Cao ha. Mà có phải được 70-80 năm rồi đấy anh. Rồi, hôm nay thì anh Quảng thì không có ý định là báo giá, mà ý định anh Quảng chỉ là muốn là chia sẻ những cái sản phẩm của nhà vườn mà anh Quảng đã sưu tầm về và đã nuôi lại trong suốt thời gian qua. Này mình nuôi ở vườn mình cái chục năm chưa Quảng? Vâng, cái này thì của em là nó phải tới tầm chục năm, hơn chục năm rồi đấy. Vậy là mình ở cái vườn này tới được cái vườn này có rất là lâu rồi, cũng lâu rồi hả? Thì báo cáo này em vào từ năm 1999. Vào năm thế thì 99. Em cũng tích cóp thế, là cứ thế là những cái cây nào mà đẹp đẹp thế này là em lưu giữ lại. Thế là đến năm nay thì là nó cũng trên dưới 20 năm đi. Thành ra những cái mặt hàng này là nếu mà tâm đắc rồi Quảng thì nó không muốn bán dội vàng phải không? Dạ. Hãy dành cho những người mà sành điệu, biết hàng, biết chơi. Thì mình mới chia sẻ. Thành ra nó còn sót lại cái nếu mà thuận mua vừa bán chắc lẽ là bán lâu lắm rồi không? Đúng rồi. Anh nói cũng là đúng rồi. Đúng không? Đó thì bây giờ đây là những cái lô hàng này thì các bạn, những bạn nào biết xem cây, biết chơi và quý anh chị, quý cô bác nào sành điệu thì sẽ định giá được. Như cái gốc mai này của em này nó phải rơi vào khoảng cỡ trên 80 năm đến gần 100 năm này. Như cái gốc mai này này, nó là một thân đây, nhưng mà nó là một bệ một thân đây, nhưng bây giờ hoành của nó phải trên 100 đây này. Ồ, rất đẹp. Mà mai chú thủy mà được như này mà già nó như thế này rồi anh, nó rất là thời gian rất là lâu. Cái này là nhiều cây khi mà mình ốp lại với nhau qua thời gian nó kết lại hả? Không phải anh ơi, tức là nó có một cái bụm á. Nó có một cái bụm như cái bụi hả? Nó có một cái bụi đó. Cái bụi khác là ta rồng trước đây là nó, các cụ rồng là nó có một cái bụm á. Thế là ta lên dần thì bắt đầu là nó ốp sát vào với nhau. Ốp sát tự là nó liên kết lại với nhau phải không? Liên kết vào nhau lên này. Ok. Bây giờ Quảng nhà mình chia sẻ những cái tác phẩm gì mà gọi là tâm đắc nữa nào. Vâng, anh vào hộ em cho em một em cây lục vương. Cây lộc vương để cho cây lộc vương trong này. Các bạn thấy ăn rất là nhiều mai chú thủy. Như này gốc sung này cũng rất là bự được bạn ha. Vâng, cái gốc sung này thì bự lắm. Em hãng nằm ở dưới đất cho nên là em đang quây bầu. Nó cũng có cái mầm trái quá trời nè bạn. Vâng, có nhiều trái lắm chứ anh. Đó, cái mầm trái các bạn thấy không, mấy cái râu này có mầm trái đó. Trái sai lắm anh ơi. Cái mầm trái rất là nhiều. Vâng. Cái xuân nằm mà nó chịu ra trái nên ra nhiều ha. Vâng. Em nào lười thì nó lười mãi. Em nào nó xiên thì rất là xiên. Cái xuân hoành từ 150, 200 rồi cũng có. Anh vào hoành như của em có cái kênh mình sao bây giờ. Nó quá trời đông luôn, cái mặt hàng to chưa? Đâu cây nào? Cái linh sam.
Bạn thấy không? Bao nhiêu là mai chú thủy rất là nhiều, rất là nhiều. Mai chú thủy đủ chung loại, lá lớn, lá nhỏ, lá chục. À, đúng rồi, đủ loại luôn. Đủ loại, nó cũng là đủ loại mai. Vâng, nếu như cây cặp mai này thế này. Cái cặp mai này là mai lu gò công xịn đấy anh. Lu gò công. À, các bạn thấy những cái bú mà nó chảy dài từ trên ngọn chả rải xuống dưới gốc rồi không? À. Cái cặp mai này thì thường thường là các cụ lồng là cái này là ta để ở phía đằng trước. Ta gọi là tam cang ngũ thường. À, tam cang ngũ thường. À, thế còn ở phía đằng sau thì ta để là cái dòng là tam tùng tứ đức. À. À, thì ta mới để đằng sau. Thế còn cái này là ta để đằng xương trước này là tam ca. Tam ca đúng rồi. Vâng. Đây là mình cũng chơi cặp luôn không? Vâng, đấy là nó cũng hàng cặp luôn. Hầu như là mai chú thủy đa phần họ chơi cặp. Vâng, chủ yếu là hàng này là ta đi theo cặp luôn. Đi theo cặp. Cặp ha, phù nặng quá trời luôn. À, nó gọi là mai lu gò công, lu ra bò đó anh. Nó cục 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 cục. Ở phía Bắc mình cái mai chú thủy nhiều không ạ? Ở phía Bắc thì không có anh ạ. Chủ yếu là mai chú thủy là có nguồn gốc là ở miền Nam. À, miền Nam đây. Vâng, ở miền Nam thì mang ra miền Bắc chứ còn miền Bắc không có. Nhưng mà mình ra ngoài đó khí hậu nó lạnh thì nó chịu có bông không? Vâng, cái ra ngoài Bắc đây thì phải mai lá lớn. Thì ra thì đảm bảo đó. Thế nhưng còn mai lá chung của anh Nhị Quý ra là nó kép. Nó không chịu được mùa rét lên là nó chết tâm anh ạ. À, vậy hả? Cái kiểu như nó buông chi hả? Vâng, nó không có như là cái anh mai lá lớn được. Bởi vì ở ngoài miền Bắc là người ta có sương muối. Thế mà ở miền Nam này thì là không có sương muối. Thế cho nên là cái khí hậu sương muối là nó làm cho cái cây mai là nó chết cái tâm rậm rậm đi. Thế mà nếu như ra ngoài miền Bắc mà anh cẩn thận, anh nuôi anh cẩn thận ấy, tức là anh che đậy được. Có cái sương muối thì cái mai nó vẫn bình thường. Mai vẫn bình thường. Vâng, thế còn nếu như mà anh không nuôi cẩn thận mà anh để cái sương muối nó xuống á, là cái mai nó sẽ bị chết rong. Nhưng mà lỡ có sương muối mình lấy nước mình rửa được không? À, không được anh. Không được, nó ngấm mà. Chứ tưởng nó mặn thì mình rửa đi, nó trôi mặn đi. Nó ngấm là rét thấu xương luôn. Giống như cái tay mình nhắm muối vô mình mút mút và cái cũng hết mặn rồi thì cây mình cứ rửa hết. Nhưng mà nó vẫn ngấm vào thân cây mất rồi anh. Rồi ngắm ha. Vậy là nói là tóm lại thì các bạn ở vùng phía Bắc này nếu mà yêu mai chú thủy thì mình nên chọn mai chú thủy dòng lá lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Cây nó, anh Năm thấy mai chú thủy dòng lá lớn thì cái lá nó lớn nhưng mình biết cách mình xiết lá thì lá nó cũng rất nhỏ. Vâng. Như đồng thời cái bông mai chú thủy lá lớn thì mặt này bông nó bự nó thơm hơn đúng không? Vâng đúng rồi. Đây này cái bông nó như thế này, nó bông chùm 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 này không ạ? Thơm hả? Thơm. Thơm. Đây này là cái dòng mai nó lớn. Nếu mà anh cho anh em chia sẻ câu anh em cái rồi ok rồi. À, đây là cái cây lộc vườn này. À, lộc vườn bên mình cũng có một cặp mà đúng không? Vâng đây nè. Đó. À, lộc vườn này em trồng đây nó có bông chưa? Có bông. Cây lộc vườn này thì tiểu sử cây lộc vườn này thì thực sự ra là em không có cho ra bông. Không cho ra bông. Vâng, em không cho ra bông. Tại sao? Bởi vì cái thứ nhất là cho ra bông thì cái thứ nhất là em này. Bởi vì em này cũng không thích đỏ cái mùi hoa này nó lắm. Cái hay mùi mà hoa này nó rất thơm, nó thơm nó lực lên á. Nó thơm chan chát giống như mùi hoa chuối mà. Vâng, thế nhưng mà cái của em bị dị ứng. À, dị ứng với cái ba. Cái dị ứng là tức là viêm xoang đấy anh. Em bị viêm xoang đấy. Nếu dị ứng với cái này ông trồng này làm chi? Thế nhưng mà em bị cái món này cho nên là nhưng em không muốn cho bông nhưng mà cái cây của em nó đẹp quá. Đẹp quá nó mê mẩn nó chinh phục được mình phải không? Vâng, cho nên là em không thể bỏ nó được. Nhưng mà em trồng nó ép không cho nhỏ có bông. Vâng, em không cho ra em bông. Em có thấy cái gì nó sai sai không? Em cứ tưới NPK nhiều nên nó bốc lên lá là nó không ra bông. Nhưng mà không cho nó ra bông là có gì đó nó sai sai không? Đúng không? À, đúng rồi. Đúng không? Cây chứ phải có bông. Ra nhiều lắm. Cây phải có bông mà cây không cho ra bông thì nó hơi vô lý. Ông này. Bây giờ mà bông này thì nó bông nó dài lắm anh. Đây các bạn thân mến, đây là cây lộc vườn được cái dáng là dáng bay có cây tử đúng không? Vâng, cái này nó gọi là nếu như xưa của em thì em đặt cái cây này nó gọi là cây là lão mai sinh quý tử. Lão mai sinh quý tử. Vâng, tức là khi mà người mẹ là đã quá già rồi nhưng mới sinh được một người con. Già là còn đẻ được. Vâng đó, thế là nó gọi là lão mai sinh quý tử. Có nghĩa là già là còn đẻ tốt không? Vâng đó. Thế cho nên là anh thấy không, như cái cây của em với bộ phận bên dưới gốc của em là rất là lớn. À, lớn. Nhưng mà về sau là cái thằng bên tử kia là nó rất là nhỏ. À, nhỏ. À, cho nên là em mới đặt tên nó cho cái cây này là lão mai sinh quý tử. À, thế nó là cái tên tự em đặt. Vâng, là cái từ này là từ của em đặt ra. Dạ, dạ em muốn. Theo cái cây đó. Vậy là em muốn xin thêm một bé nữa, đúng không? Đây em đang mong muốn quá cơ. Muốn xin thêm bé.
thì nhờ bà xã bà đẻ, hay là bà xã đẻ không được thì nhờ cô nào đó đẻ hộ. Em cũng đang muốn quá. Có gì Năm giới thiệu cho. Dạ, Năm giới thiệu cây kiểng, Kim luôn giới thiệu về cái dịch vụ sinh đẻ luôn ha. Đấy các bạn, cây rất là lớn các bạn. Cái còn chính thức của nó là cây này nó gọi là dáng là siêu phong hồi đầu. Nhưng mà nó có một cái tử nữa. Thì cho nên là chúng em mới có một cái tử về phần sau nữa. Tại vì em dị ứng với cái bông. Cái thật ra mà nếu mà theo cách suy nghĩ riêng của anh Năm ha, anh Năm mà chơi cây lộc vừng mà không có bông, anh Năm không có chịu. Hầu như là bông nó dài lắm anh. Anh biết cái bông nó dài khoảng chừng 3 găng tay đó. Đúng không? 3 găng tay. Dài hơn luôn đấy. Nó dài mà anh em biết không, có cái bông có màu đỏ khi mà sáng sớm vậy mà cái cánh hoa nó rớt đỏ và giống như là sắc pháo. Rất là đẹp. Có cây này của em là nó có bông nhiều lắm anh. Thì bởi vậy là bây giờ là em bị nó dị ứng cái là bây giờ em cứ mang coi như nào anh NVK em tưới anh thấy lá nó cứ xanh mướt mượt này làm sao có bông được, kiểu như mình dùng đạm mình kích cho nó để nó phát triển lá thì nó sẽ không ra bông. Vâng, nó không có ra bông nữa. Bông khi mà bây giờ về chẳng hạn như bây giờ anh về là về bên vườn ấy là khi mà về là mình không có tưới phân nữa, kích lồng mình giữ nó lại xong rồi tưới cho một lần hai lần gọi là phân đân đấy lần hoặc là cani đó thì là nó sẽ ra bông ngay. Đúng, để bề kích cho nó ra bông ha. Rồi qua mình qua cái tác phẩm thứ hai của anh Hoàng đi. Chưa cái hàng này có đây các bạn thân mến, vườn của anh Quảng thì có hai lộc vừng, hai cây lộc vừng rất là lớn. Cây này chiều cao cái tầm khoảng 3,5 mét không? 2,5 mét. Ủa nhìn mình dám 2,5 mét hả? Vâng, từ bầu mặt từ trên mặt bầu này thôi. Từ mặt bầu lên. Mặt bầu này lên thì nó chừng khoảng 2,5 mét, 2,6 mét. Không có những cây gì em có thể giao lưu không? Dạ, như cây như thế này thì chẳng hạn như là anh em nào mà có giao lưu với em thì phải về tận nhà. Nhưng mà dùng cây này thì phải dùng xe cẩu chuyển đi ha. Mà cái số tiền thì nó nói chung là nó khá lớn ha. Hơi cao cho nên là anh em là phải đến tận nơi thì mới ngắm nghía mới phát hiện ra được. Như cái cây này là theo với em là nó vào khi em bước chân vào Sài Gòn được 3 năm là em đã mua cây này rồi. Thế mà em nuôi đến giờ này đấy, tức là như cái cây này thì nó không còn sẹo. Thế nhưng còn những cái sẹo này là em làm ra anh ạ. Em làm ra để cho nó có qua cái 5 tháng có qua cái độ 5 tháng chứ nó trơn quá thì trông nó không có đẹp lắm. Thì nó mang cái độ sầu xù xì hoài cổ chút xíu. Vâng, đấy này em sẽ quét hết cái thân này ra. Để em nuôi cho nó có cái vết hằn của 5 tháng thôi. Vâng. Để cho nó có cuốn cái sẹo vào trông cho nó đẹp. Đó là cái này là cố tình mình tạo nên. Vâng, mình cố tình mình tạo nên. Chẳng hạn như là mấy anh em người ta thường người ta cứ để cho những cái trắng cái đen đen này nó tự bóc. Là ta không có bỏ ra, không có rửa. Như của em là em mới rửa đây này. Rửa hết. Em đã cố tình em bớt lại thứ này để anh em chia sẻ với nhau. Các bạn thân mến, đây là anh Quảng là cố tình tạo nên có những cái vết sẹo cho nhìn cái cây cho nó có sự hầm hố chút xíu, nó gây ấn tượng không? Chứ chân trù quá thì nó cũng hay, nó không có mang cái sự cổ không? Mà xù xì chút xíu. Rồi thôi bây giờ mình qua tác phẩm thứ hai của Quảng đi. Dạ dạ. Tác phẩm thứ hai cũng là anh quên hỏi cây này có bông, nếu bông màu gì cho em? Dạ bông màu đỏ. Màu đỏ rất là đẹp các bạn. Đây là bên trái Năm Thu là cũng có một tác phẩm nữa. Tác phẩm này một mẹ hai con hả? Vâng, cái này là mang tên gì? Mẹ ba con. Đầu ba con. Một mẹ hai con. Hai con. Một mẹ nuôi nên đứa sau sinh ra được hai người con. Cái này giờ mình gọi là tiều phu quải tử được không? Vâng, đúng rồi đó. Phải không? Vâng, đúng rồi. Bộ lâu lâu nói câu nói đại cũng trúng hả? Vâng, đúng rồi. Đấy. Mà cái dáng này nó gọi là dáng này thì nó gọi là dáng thú thôi chứ không thể là đưa vào dáng thế kiểng được anh. Dáng quái thú tức là nó bò, nó trườn. Nói chung là nó cái dáng nó hơi quái một chút. Vâng, nó dáng hơi quái một chút. Nhưng mà đồng thời một cây tử đây có hai cây tử không? Vâng. Cái này một mẹ gánh tới hai con bọc tới hai đứa con rồi. Cây. Mà cây này màu gì với em? Dạ cũng là màu đỏ đó anh. Màu đỏ đó. Màu đỏ. Chiều cao cũng 2,5 mét không? Và cũng tầm đó. 2,5 mét. Cũng từ mặt bầu lên thôi chứ còn không có nói từ mặt trọng này lên thôi. Mà anh Năm thấy hai cái cây này tuy là nó không giống nhau 100% nhưng mà mình có thể mình chia cặp được không? Này có chia lẻ. Tùy theo anh ơi. Nhưng mà đã có thể chia lẻ. Vâng, người ta cũng vẫn chia lẻ. Anh Năm thấy cái này phải chia lẻ. Và người ta vẫn chia lẻ chứ người ta không có chia cặp mấy. Cặp ít ai chia cặp luôn. Nhưng mà chú Thủy họ chia cặp nhiều. Vâng, đúng rồi. Anh Năm thấy họ chia lẻ.
Vâng, cái tầm trước nhà tôi tầm cái. Vâng, đúng rồi, cái nục vừng này thì thường là nếu nên trọng này thì là người ta hay để vào những khu như cây lớn này thì ta để vào những khu biệt thự lớn á. Ở trước nhà không? Thì người ta thì là ta chỉ chơi một cây một thôi, cây, cái diện tích nó quá lớn mà. Đúng rồi, năm thấy họ chơi một cây. Vâng, nó diện tích quá lớn rồi. Ngay cái cổng. Vâng. Chất lọc vô nhà. Vâng, đúng rồi. Lọc vừng. À, chơi này phải có một chút cái duy tâm chút xíu để cho nó kích thích cho người chơi đúng không? À, cái này thì nó gọi là phân lộc phát tài mà. Phân lộc phát tài, đúng rồi. Vườn ơi, mở cửa ra là nguyên một khối vàng không? Vâng, đó. Cái này thì cũng có bông nhiều lắm anh. Thế nhưng mà hôm nay là nó cũng hết mất đợt bông này rồi. Vì hàng này thì nói chung là nó rất là nhiều bông. Của em nó đã già lắm rồi. Chứ anh Năm nghĩ là nếu mà em muốn chào một cái sản phẩm nào đó, cây lộc vừng hầu như là 90%, ông Năm không nói quá, hầu như là 99% lộc vừng người ta rất là thích cây lộc vừng bởi vì nó có bông. Vâng, đúng rồi. Đúng không anh? Vâng, đúng không? Bông nó nhiều lắm. Nó có bông, những cái bông có lòng thòng, nó có mang cái hương thông thoảng, nó mùi qua chuối đó các bạn. Vâng. Sáng sớm một cả, nó đỏ rực cả một góc sân cũng như là cái sắc pháo đó. Sao? Ngày xưa cứ vợ pháo nó rơi lả tả gặp cây này nhớ ngày xưa đúng không? Anh thấy ông em này kê cái cặp này nó ở sát nhà quá. Thế cho nên em ở mà nó ra bông quá trời luôn, cho nên là em cứ mặc gọi là phân em cứ cho nó luôn. Hết bông luôn. Ok, bây giờ em sẽ chào một sản phẩm nào nữa đây. Cho họ em cái cây siro kìa. Em lấy cái siro đi. Đây là cây siro đây này. Dành cho ông chủ trước mình ha. Để Năm Thu mà nói, cái ta nói cha nội này quay phim mà nói nhiều quá, nhiều chuyện quá. Vâng đấy. Em dùng lại cho bạn. Năm thân này anh. Em có thể chia sẻ qua cái siro này từ đâu nó hay em trồng tại vườn em. Cây siro này là em mua cây siro này từ ở dưới Gò Công Đông. Gò Công. Thế thì trong quá trình em mua về thì luôn là em mua lâu rồi. Thế nhưng mà về là phải cho vào này dưỡng bứng là nó rất mất rất là thời gian. Chứ siro bứng là 10 cây là chỉ sống được 3 cây. Nhưng mà cây này mình bứng từ đất hay họ trồng từ chậu? Dạ, cây này em mua là ta trồng ở dưới đất. Trồng bứng vô. Thế xong là em quá trình em bứng về là em làm kỹ lắm anh. Thế nên là nó 10 cây thì chỉ được có 3 cây thôi. Cũng như là. Thì bây giờ cái cây này cho nên tại sao mà cái nền siro là nó rất là mắc. 10 cây 3 cây là em giỏi. Là nó rất là mắc là vì cái tội là đã bứng xuống dưới đất mà đưa lên chậu là rồng là nó rất khó. Đúng rồi, cũng nhiều người nói như thế. Vâng, cho nên là nó cái giá thành của nó rất là cao, đã đưa lên cây lên chậu được rồi là giá thành nó rất là cao. Từ cái cây siro này mà người ta làm ra được cái trái nước siro để người ta bán ra anh. Đúng rồi, ta uống á. Vâng, để bán nước siro đó. Nước nó mà đỏ, nước nó chua, xong nó có cái màu đỏ rất là tự nhiên. Cái mặn quậy đường vô cho ngọt bằng bỏ vài cục đá vô. Đi giải khát mà về uống cái đi là tê tái luôn ha. Vâng, đấy đúng rồi. Có một số người á quản tại giờ năm cũng đi một số vườn, người ta bảo đảm, người ta nói là tôi bứng cây siro lên là 10 cây rồi sống 9 cây, quản tin không? Nó chỉ được tầm đó, anh bứng 10 cây thì may ra là anh được khoảng 3 cây mà anh phải làm không, kỹ. Người ta vẫn bứng không 9 cây, lý do sao vẫn biết không? Vâng, người ta dùng người ta không phải, người ta đã bứng sẵn, bứng dăm đấy anh. Tức là ta không có bứng liền một lúc thì còn được. Nửa này nửa kia phải không? Vâng, đúng rồi đó. Giận chết. Vâng. Trước khi bứng là người ta sẽ cấu hết lá anh ạ. Cấu hết lá thấp nhất là trong vòng khoảng cỡ 10 ngày sau. Thì bắt đầu người ta mới bứng. Thế nhưng mà ta bứng người ta chỉ bứng một nửa một thôi hoặc hai phần thôi. Cũng chết. Anh Năm đã làm một cái dệt lên Tây Ninh. Cái nhà vườn anh Năm làm phim cho họ thì họ cho cái cây siro anh Năm không lấy, như thằng bạn của anh đi xe tải nó lấy. Thì người ta bứng trước nửa cây, người ta lắp lại. Người ta để nửa tháng sau, anh Năm lên người ta bứng tiếp nửa cây còn lại chuyển về. Nhưng mà trồng. Nó có hiện tượng là nó sống giả. Nó vẫn đâm chồi, nhưng mà chồi nó đâm chồi mà nó không có chuyển rễ thì từ từ cái chồi non nó khô, từ từ nó chết dần, nó chết. Rất khó anh ạ. Em cũng chia sẻ bởi vì em cũng chưa có biết lắm. Nhưng mà theo như em làm thì là cái này là về là tuyệt đối là anh không có tưới nước mấy. Quản biết không, có một số nhà vườn họ dám tiêm vốn lên đóng cột như thế là họ chặt, họ bứng lên là 10 cây sống 9 cây, quản biết tại sao không? Không, em không tin được. Không, cái đó là không thể tin được. Để anh Năm giải thích thì em sẽ tin. Không à. Tại vì khi mà cây này các bạn, cái nhà vườn người ta đã trồng vô cái bầu lúc cây còn nhỏ. Khi mà cây lớn họ quấn rễ, họ đưa xuống đất thì cái cây này rễ nó không, cái
cái rễ cái nó không có ăn sâu dưới đất, nó nằm vòng vòng theo kiểu đó không? Cứ họ nuôi tạm dưới đất thời gian vài năm sau họ bứng đưa lên trồng. Như vậy thì cây mà nó sống. Thì cái đó thì có lý này. Thì anh cái đó thì đó, có lý. Đúng rồi, em là nhà vườn, anh Năm nói vậy đúng không? Dạ đúng rồi, anh có lý rồi. Ừ, tại vì người ta đâu thì là nuôi trong chậu rồi. Người ta đã nuôi trong cái bầu rồi mấy năm rồi, bắt đầu người ta mới đưa xuống đất, người ta đã quấn rễ rồi, ta đặt xuống vài năm nữa ta giữ, người ta lấy lên là thôi. Vâng, thì đúng rồi, cái đó thì nó cũng khác gì. Còn nếu mà tự nhiên thì hiếm lắm không? Để lên tự nhiên. Tự nhiên mà như dưới đó là như chúng em đi mua cây đó là chúng em bứng ấy là khó lắm anh ơi. Cái đó là 10 cây này thật đúng rồi, nó dễ chết hơn cây này à. Bởi vậy khi mà nó khó hơn cả cái giống này, nó còn khó hơn cả bứng mít anh. Bởi vậy cái cây này khi mà nó được sống như vậy em trồng lâu chưa? Hôm nay xong chưa? Dạ, cây này là em đưa về vườn em là cây này nó được vào khoảng có hơn 25. 2 năm vậy là ok, tháng ấm tàn. Cái này là hơn 25 rồi. Ấm tàn rồi. Đúng rồi, đi dây kẽm kiểu này thì cây nó sẽ có trái. Nếu mình đi dây kẽm xoắn theo da nó thì nó không có trái gì. Nói vậy ha. Trái quá trời, như đợt vừa rồi nó hết một lớp trái rồi đấy anh. Đúng rồi, các bạn có trái. Còn bây giờ hãng còn trái này, bây giờ bắt đầu đang bung nụ, đang bung đọt này, nó lại ra tiếp nó trái khác này. Mùa nắng thì nó bông nó nhiều hơn. Thôi Quảng ơi, em còn cái gì nữa không? Vâng, thế là được rồi anh ơi. Tạm thời ấy là cho anh em gọi là giao lưu với anh em, thế xong rồi là anh em nào mà ưng đấy, chẳng hạn như cây mai này của em đấy, cây mai này là cây mai siêu thủy đấy anh. Đó, cây mai này 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 em mới làm ấy, mà cái hãng còn thiếu ngọn, thiếu một số tay nữa. Cây này là kiếm cũng hơi phê đấy anh. Đúng rồi, có cây tử ha, cây tử nó đẹp. Nó cũng to lắm mà. Các bạn thân mến, thì vườn anh Quảng cũng còn khá là nhiều cây, thì do thời lượng chương trình có hạn thì Nông Thu hôm nay thì Nông Thu chỉ chia sẻ với các bạn đây là mang cái tiêu đề cũng như là mình đi giao lưu ha, giao lưu để chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thật sự mà thích mà những cái tác phẩm tại vườn của anh Quảng chia sẻ của bạn, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với anh Quảng cái số điện thoại là 0933667276, thì anh Quảng cũng sẽ quay lại cái cây đó hay chụp hình cái cây đó gửi Zalo cho các bạn. Rồi giá cả thì những bạn nào, những anh chị cô bác nào mà đã nhìn ra cái cây thì Nông Thu nghĩ rằng anh cô bác anh chị sẽ biết được cái giá trị của cây, và đồng thời thì Quảng thì đương nhiên Quảng muốn bán thì Quảng sẽ chọn một cái giá hợp lý nhất để cho phục vụ cô bác anh chị. Thôi Quảng ơi, chúng ta cũng nói là chia tay cô bác và anh chị ha. Vâng, thưa thưa đi này em cũng cảm ơn thế là anh Năm, thế rồi cảm ơn tất cả anh em trên mọi miền đã ủng hộ em mà như suốt thời gian qua là mấy năm này rồi. Thế thì bây giờ là em cũng cảm ơn anh đã chia sẻ cho tất cả mọi cộng đồng đã được xem những cái vườn cây của em. Em cũng cảm ơn tất cả anh chị em trên mọi miền mà cũng như là anh và đã giúp vợ chồng em là làm nên sự nghiệp. Cảm ơn anh. Rồi thôi ha, bye bye Quảng, bye bye các bạn yêu, bye bye các bạn yêu Giang, hẹn ngày gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Vâng, thì cảm ơn anh, rồi cảm ơn tất cả anh chị em.